Đáp: Pháp ở giữa nhu thuận nhẫn và vô sinh nhẫn gọi là đảnh. Chú ở đảnh ấy trên thẳng đến Phật đạo không còn sợ đọa. Ví như trong pháp thanh văn, ở giữa noãn pháp và nhẫn pháp gọi là đảnh pháp. Hỏi: Nếu được đảnh không sợ đọa, sao nay nói đảnh đọa? Đáp: Sắp gần được mà mất gọi là đọa, được đảnh rồi trí tuệ an ổn, thời không sợ đọa. Ví như lên núi, đã được đến đỉnh, thời không sợ rớt. Giữa lúc chưa đến khoảnh khắc treo leo sợ rớt, đành cứ tăng trưởng kiên cố gọi là Bồ Tát vị. Vào vị ấy hết thảy kiết sử, hết thảy ma dân không làm lay động được, cũng gọi là vô sinh pháp nhẫn. Vì cớ sao? Vì khác với hích sinh, các kiết sử ái vân vân và các thiện pháp hỗn tạp gọi là sinh. Lại nữa, không có lửa trí tuệ biết về thật tướng các pháp nên gọi là sinh, sống. Có lửa trí tuệ biết thật tướng các pháp nên gọi là thục, chín. Người ấy tín thọ được trí tuệ biết thật tướng các pháp nên gọi là thục. Ví như bình nung chín có thể đựng nước, nung sống thời bị hư dã. Lại nữa, nương dựa trí tuệ sinh diệt nên được xa lìa điên đảo. Xa lìa trí tuệ sinh diệt nên không sinh không diệt. Ấy gọi là vô sinh pháp. Hay tin hay thọ hay trì gọi là nhẫn. Lại nữa, vị là nhổ hết thảy pháp quán về vô thường vân vân gọi là vị. Nếu không như vậy, ấy là thuận đạo pháp sinh ái trước. Kinh: Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát vô sinh? Tu Bồ Đề nói, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành Bát Nhã Ba La Mật, trong nội không không thấy ngoại không, trong ngoại không không thấy nội không, trong ngoại không không thấy nội ngoại không, trong nội ngoại không không thấy ngoại không, trong nội ngoại không không thấy không không, trong không 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 thấy nội ngoại không, trong không 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 thấy đại không, trong đại không không thấy không không, trong đại không không thấy đệ nhất nghĩa không, trong đệ nhất nghĩa không không thấy đại không, trong đệ nhất nghĩa không không thấy hữu vi không, trong hữu vi không không thấy đệ nhất nghĩa không, trong hữu vi không không thấy vô vi không, trong vô vi không không thấy hữu vi không, trong vô vi không không thấy tất cảnh không, trong tất cảnh không không thấy vô vi không, trong tất cảnh không không thấy vô thỉ không, trong vô thỉ không không thấy tất cảnh không, trong vô thỉ không không thấy tán không, trong tán không không thấy vô thỉ không, trong tán không không thấy tánh không, trong tánh không không thấy tán không, trong tánh không không thấy các pháp không, trong các pháp không không thấy tánh không, trong các pháp không không thấy tự tướng không, trong tự tướng không không thấy các pháp không, trong tự tướng không không thấy bất khả đắc không, trong bất khả đắc không không thấy tự tướng không, trong bất khả đắc không không thấy vô pháp không, trong vô pháp không không thấy bất khả đắc không, trong vô pháp không không thấy hữu pháp không, trong hữu pháp không không thấy vô pháp không, trong hữu pháp không không thấy vô pháp hữu pháp không, trong vô pháp hữu pháp không không thấy hữu pháp không. Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật được vào Bồ Tát vị. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật, hãy học như vậy: không niệm sắc thọ tưởng hành thức, không niệm mắt cho đến ý, không niệm sắc cho đến pháp, không niệm thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật cho đến 18 pháp không chung. Như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu Bát Nhã Ba La Mật, tâm Bồ Đề không nên niệm, không nên cao, tâm vô đẳng đẳng không nên niệm, không nên cao, tâm rộng lớn không nên niệm, không nên cao. Vì cớ sao? Vì tâm ấy chẳng phải tâm tướng thường tịnh vậy. Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề, thế nào gọi là tâm tướng thường tịnh? Tu Bồ Đề nói, nếu Bồ Tát biết tâm tướng ấy cùng với dâm độ si, không hợp không lìa, cùng các kiết sử triền lưu phược, tất cả phiền não không hợp không lìa, cùng tâm thanh văn bích chi Phật không hợp không lìa, Xá Lợi Phất ấy gọi là Bồ Tát tâm tướng thường tịnh. Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề, có cái tâm không tâm tướng ấy chăng? Tu Bồ Đề đáp Xá Lợi Phất rằng, trong không tâm tướng có thể có tâm tướng không tâm tướng được chăng? Xá Lợi Phất nói, không thể được. Tu Bồ Đề nói, nếu không thể được thì không nên hỏi có tâm chẳng phải có tâm. Xá Lợi Phất lại hỏi, thế nào là không tâm tướng? Tu Bồ Đề nói,
Các pháp không hoại, không phân biệt, ấy gọi là không tâm tướng. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề, chỉ có tâm không phá hoại, không phân biệt, sắc cũng không hoại, không phân biệt, cho đến Phật đạo cũng không hoại, không phân biệt ư? Tu Bồ Đề nói, nếu biết được tâm tướng không hoại, không phân biệt, Bồ Tát ấy cũng biết được sắc cho đến Phật đạo không hoại, không phân biệt. Bấy giờ Tuệ Mạng Xá Lợi Phất tán thán Tu Bồ Đề, lành thay, ông thật là con Phật, từ miệng Phật sinh, từ thấy Pháp sinh, từ Pháp hóa sinh, thủ phần Pháp, không thủ phần tài, đối với Pháp tự thân, tự tin thân đắc chứng, như Phật đã nói trong hạng người được vô chánh, ông là đệ nhất, thật như Phật đã cử ra, Tu Bồ Đề, Bồ Tát, Ma Ha Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, trong ấy cũng nên phân biệt biết, Bồ Tát thực hành như lời ông nói, thời không lìa Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề, thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn học Thanh Văn Địa cũng phải nên nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì tụng đọc, chánh ước niệm, hành đúng như nói. Muốn học Bích Chi Phật Địa cũng phải nên nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì tụng đọc, chánh ước niệm, hành đúng như nói. Muốn học Bồ Tát Địa cũng phải nên nghe Bát Nhã Ba La Mật, thọ trì tụng đọc, chánh ước niệm, hành đúng như nói. Vì cớ sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật ấy nói rộng ba thừa, trong đó Bồ Tát Ma Ha Tát, Thanh Văn Bích Chi Phật nên học. Luận trong nội không không thấy ngoại không, trong ngoại không không thấy nội không. Có người nói, các thức ăn uống tứ đại bên ngoài đưa vào trong thân nên gọi là nội. Nếu hữu thân chết trở lại làm ngoài, vì hết thảy pháp không có tướng đến đi, ngoại không chẳng ở trong nội không. 17 không kia cũng như vậy, không sinh không diệt không tướng khác, vì không đến đi nên trong mỗi mỗi không trú. Lại nữa tướng của Bồ Tát vị là không niệm hết thảy sắc là có, cho đến 18 pháp không trùng cũng không niệm là có, nghĩa không niệm có như trước đã nói. Hỏi: Tâm Bồ Đề, tâm vô đẳng đẳng, đại tâm có gì sai khác? Đáp: Bồ Tát khi mới phát tâm duyên đạo vô thượng, ta sẽ làm Phật, ấy là tâm Bồ Đề, vô đẳng đẳng là Phật. Vì cớ sao? Vì hết thảy chúng sinh, hết thảy pháp không sánh bằng được. Tâm Bồ Đề ấy cùng Phật tương tự. Vì cớ sao? Vì nhân tạo quả vậy, ấy gọi là tâm vô đẳng đẳng. Tâm ấy không việc gì không làm, không cầu ân huệ, sâu bền, quyết chắc. Lại nữa, thí giới ba la mật gọi là Bồ Đề tâm. Vì cớ sao? Vì do thí ba la mật nên được giàu lớn không thiếu gì. Do giới ba la mật nên ra khỏi ba đường ác, được tôn quý trong hàng trời người. Trụ vào hai ba la mật quả báo nên được an lập thành tựu việc lớn, ấy gọi là tâm Bồ Đề. Tướng của nhẫn tấn ba la mật hiện việc kỳ lạ đối với chúng sinh, đó là có người đến cắt thịt moi tủy, xem như chặt cây mà thương nghĩ đến oan gia, huyết hóa thành sữa, tâm ấy tựa như tâm Phật. Đối với hết thảy chúng sinh trong mười phương sáu đường, mỗi mỗi đều đem thâm tâm tế độ. Lại biết các pháp là rốt ráo không mà đem tâm đại bi hành các hạnh, ấy là kỳ lạ. Ví như người muốn trồng cây giữa không, ấy là hy hữu. Oai lực của tinh tấn ba la mật như vậy, cùng với vô đẳng phải tương tự, ấy gọi là vô đẳng đẳng. Vào thiền định thực hành bốn tâm vô lượng cùng khắp mười phương, hợp với đại bi và phương tiện cứu vớt hết thảy chúng sinh ra khỏi khổ. Lại thật tướng các pháp diệt hết thảy quán niệm ngôn ngữ dứt mà không đọa vào đoạn diệt, ấy gọi là đại tâm. Lại nữa, mới phát tâm gọi là tâm Bồ Đề, thực hành sáu ba la mật gọi là tâm vô đẳng đẳng, vào tâm phương tiện gọi là đại tâm, có các sai biệt như vậy. Lại nữa, Bồ Tát được đại trí như vậy, tâm cũng không cao, vì tâm tướng thường thanh tịnh, như tướng hư không thường thanh tịnh, khói mây bụi mù tạm đến che lấp làm cho bất tịnh, tâm cũng như vậy, thường tự thanh tịnh, bị các khách phiền não vô minh đến che lấp nên cho là bất tịnh, trừ bỏ phiền não trở lại thanh tịnh như xưa. Kẻ tu hành công phu nhỏ mỏng, sự thanh tịnh ấy chẳng phải người làm được, không nên tự cao, không nên ước niệm. Vì sao? Vì rốt ráo không. Hỏi: Xá Lợi Phất đã biết tâm tướng thường tịnh, cớ sao còn hỏi? Đáp: Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, vào sâu dính sâu, tuy nghe nói tâm rốt ráo không, thường thanh tịnh, vẫn còn ước tưởng phân biệt chấp thủ tướng vô tâm ấy. Vì thế nên hỏi, tâm không có tâm tướng ấy là có hay là không? Nếu có, cớ sao nói không có tâm tướng? Nếu không, cớ sao tán thán tâm vô đẳng đẳng ấy sẽ thành Phật đạo? Tu Bồ Đề đáp rằng, trong không tâm tướng rốt ráo thanh tịnh, có và không đều không thể có được, nên không nên nạn hỏi.
Xá Lợi Phất lại hỏi: Thế nào là không có tâm tướng? Tu Bồ Đề đáp: Rốt ráo không, không phân biệt hết thảy các pháp ấy gọi là không có tâm tướng. Xá Lợi Phất hỏi: Chỉ có tâm tướng là không hoại, không phân biệt, hay các pháp khác cũng như vậy? Tu Bồ Đề đáp: Các pháp cũng như vậy. Nếu như vậy, vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng như hư không, không hoại, không phân biệt. Các Bồ Tát đắm sâu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên nghĩ rằng các pháp phàm phu có thể nói là hư dối vì không chân thật, vì Bồ Tát chưa hết lậu hoặc, cũng có thể nói là không thanh tịnh, chứ hư sao vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng lại hư dối. Khi ấy tâm lo sợ không vui, Tu Bồ Đề biết tâm kia rồi, suy nghĩ chủ lượng, ta nay nên nói pháp thật tướng cho họ chăng? Suy nghĩ xong tự nghĩ, nay ở trước Phật nên đem thật tướng mà đáp, nếu ta có lỗi Phật sẽ tự nói. Mãi suy nghĩ xong, thế nên nói vô thượng chánh đẳng chánh giác tuy là đệ nhất cũng từ nơi pháp hư dối sinh ra, cho nên cũng là không, không hoại, không phân biệt. Vì vậy hành giả nên theo tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thực hành, không nên chấp thủ tướng để tự cao. Bấy giờ Xá Lợi Phất tán thán Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay. Còn Phật im lặng nghe Tu Bồ Đề đáp, cũng ấn khả lời tán thán của Xá Lợi Phất. Từ miệng Phật sinh là, có người nói Bà La Môn từ nơi miệng vua Phạm Thiên sinh, đệ nhất trong bốn đẳng cấp chúng sinh. Vì vậy Xá Lợi Phất tán thán rằng ông thật từ miệng Phật sinh. Vì sao? Vì ông thấy pháp, biết pháp vậy. Người chưa đắc đạo nương Phật theo học sự cúng dường ấy gọi là thủ phần tài, lại như đứa con tệ ác không theo lời cha, chỉ lấy phần tài, lấy phần pháp là lấy các thiền định, năm căn, năm lực, bảy giác phần, tám thánh đạo phần, các thiện pháp gọi là lấy phần pháp. Được bốn điều tin chắc gọi là tự tín đối với pháp, được các thần thông diệt tận định vân vân bám vào thân ấy gọi là thân đắc chứng. Như Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, Mục Kiến Liên thần thông đệ nhất, Ma Ha Ca Diếp đầu đà đệ nhất, Tu Bồ Đề được vô chánh tam muội đệ nhất, vị A La Hán được định vô chánh thường quán xét tâm người không khiến người khỏi tranh cãi. Tam muội này nhấp vào trong bốn thiền căn bản cũng dùng ở trong cõi dục. Hỏi: Bát nhã ba la mật là việc của Bồ Tát, cớ gì nói người muốn được ba thừa đều nên học tập? Đáp: Trong bát nhã ba la mật nói thật tướng các pháp, tức là vô dư niết bàn. Người ba thừa đều cầu vô dư niết bàn nên phải tinh tấn tập hành bát nhã. Lại nữa, các nhân duyên trong bát nhã có nói về nghĩa không giải thoát môn, như trong kinh nói: Nếu lìa không giải thoát môn, thời không có đạo, không có niết bàn. Vì vậy người ba thừa đều nên học bát nhã. Lại nữa, Xá Lợi Phất tự nói nhân duyên trong bát nhã ba la mật, giọng nói tướng ba thừa trong đó, người ba thừa nên học để thành tựu.